Tôi không được may mắn như người khác. Nhà có hai bố con, mà con gái tôi là cũng chạc tuổi cậu, nhưng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Linh! Linh! Giỏi lắm. Bây giờ mày còn dám cặp kè với cả chồng tao nữa à? Thôi vết nào. Sẹo. Đi phải phải. Tại sao cháu có vết sẹo đây? Cậu ơi, cậu ơi. Cậu đi đâu tôi chở? Tôi lấy rẻ thôi. Alo. Tôi ở đầu ngõ nhá. Từ sáng giờ chưa được quốc nào. Hôm nay sao cậu đi làm muộn thế? À, chú. Cháu vừa giải quyết xong công việc ở nhà, bây giờ cháu mới đi làm được. À thế. Thế từ sáng đến giờ là chú đã chạy được quốc nào chưa? Ôi giời, chưa được quốc nào cả. Bây giờ người ta toàn đi xe ôm công nghệ. Mấy ông già mù công nghệ như tôi có lẽ đến bỏ nghề thôi cậu. Cháu thấy là chú cũng có tuổi rồi, thế sao không ở nhà để con cháu lo cho? Chứ phơi nắng cả ngày ngoài đường như này vất vả, với lại cũng chẳng kiếm được là bao nhiêu. Nói thật với cậu là tôi không được may mắn như người khác. Nhà có hai bố con, mà con gái tôi là cũng chạc tuổi cậu, nhưng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên bây giờ nó không đi được. Mỗi khi trái gió trở trời là lại lên cơn co giật. Tôi đi làm như thế này để nó lại ở nhà một mình cũng lo lắm. Để nó một mình ở nhà không bao giờ yên tâm được. Nhưng nếu ở nhà trông nhau thì biết lấy gì mà ăn. Thật tiếc hả chú, là gia cảnh của nhà chú cũng khó khăn. Thôi chết, làm mất nhiều thời gian của cậu quá. Thôi được, cậu đi làm đi không muộn. Có gì đâu chú. Hay là chú chạy xe cháu đi. Bây giờ chú có thể đèo cháu qua công ty. Sau đấy thì khoảng buổi chiều, khi mà cháu làm xong thì cháu đi gọi điện cho chú. Chú lại qua đón cháu, đèo cháu về đây. Được không hả chú? Tôi tưởng là hàng ngày cậu vẫn đi ô tô cơ mà. Thì xe cháu hôm nay lại bị hỏng. Dù gì nếu không gặp chú ở đây thì cháu lại phải bắt taxi đi thôi. Còn nếu mà tiện thì chú có thể đèo cháu qua công ty luôn bây giờ được không? Được. Nào, lên xe tôi chở. Dạ vâng. Công ty của cháu cũng ở ngay đây thôi. Lên xe đi. Dạ vâng. Chú đi thẳng bên trái. À chú, nay chú lại đèo cháu qua công ty nhá. Thôi thế mình đi đi. Chú đã ăn sáng hay chưa? Đây, hãy chú ăn tạm cái này đi. Cái này là vợ cháu mới nấu sáng nay. Chú cầm lấy. Tôi không nhận đâu, ai lại làm thế? Cậu đi xe giúp tôi là quý rồi, lại còn mang cơm cho tôi. Chú đừng có ngại thế chứ. Chú đằng nào thì chú cũng chưa ăn gì, với lại cơm nhà cháu cũng đáng bao nhiêu đâu. Chú cầm đi cho cháu vui. Nhưng mà tôi thấy chú, cháu lại nhớ đến bố cháu. Chú cứ coi như là một chút tấm lòng của cháu, cũng chỉ là một suất cơm thôi mà. Chú nhận đi cho cháu vui. Cậu nói thế thì tôi cảm ơn cậu. Cậu tốt quá. À thôi, bây giờ mình đi thôi chú nhỉ. Nhưng mà
Cậu có đang vội không? Cháu á? Cháu không. Có chuyện gì hả chú? Tôi đang định rẽ qua nhà một tí, mang cái hộp cơm này cho con gái tôi. Sáng nay vội đi làm, tôi chưa nấu cho nó ăn cái gì cả. Nhà tôi cạnh đường, tôi chỉ rẽ qua mấy phút thôi. À, vâng, thế thì được. Để chú cháu mình đi nhỉ? Đi. Cháu xin cái mũ. Người chú. Cậu đi theo tôi. Dạ. Thôi, cậu cứ đứng ngoài này chờ tôi một tí, chứ vào trong này. Không sao đâu chú. Cháu cũng muốn vào thăm nhà chú. Linh! Linh ơi! Bố về đây! Linh! 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 Linh ơi! Cậu đỡ tôi một tay! Tôi phải cho nó đi viện ngay! Đây đây! Chú để cháu! Cậu bé đi! Alo, tao đây. Đang ở nhà, trang điểm tí, đang đi shopping ấy mà. Gì đấy? Giờ đây mà cũng còn cũng dung ở nhà. Tao nhìn thấy lát thương cho con làm bệnh viện ấy. Thấy được già, ăn kể lắm. Cái gì cơ? Mày có nhìn nhầm không đấy? Tao đã nhìn nhầm được lát thương nhà mày. Mày xem lại xem thế nào đi. Cần thì tao điều tra hộ cho. Mày điều tra hộ tao xem nhà con đấy ở đâu nhá. Ừ, yên tâm, tao không sao đâu. Sao lại không nghe máy cơ chứ? Anh lại đang nguy với nó chứ gì? Ngồi tạm đây nhá. Nào, từ từ thôi. Rồi, ngồi xuống. Nào, ngồi yên để anh chỉnh cho. Rồi. Thôi hai đứa ở đây nhá. Dạ vâng. Cô đi mua ít đồ. Vâng, chú. Đã thấy ổn chưa? Rồi, em cảm ơn nhá. Cái này là ví của bố em à? Đúng rồi ạ. Chết rồi. Bố đi mua đồ để quên ví đây thì mua kiểu gì rồi? Hay thế này đi, để anh chạy theo chú, đưa ví cho chú rồi anh quay lại liền nhá. Nhưng mà em ngồi đây một mình có được không? Em ngồi được mà, anh cứ đi đi. Rồi, thế ngồi đây nhá. Dạ. Anh chạy theo tí thôi. Giỏi lắm. Bây giờ mày còn dám cặp kè với cả chồng tao nữa à? Chị là ai hả? Chị nói gì tôi không hiểu. Là ai á? Không hiểu á? Tao vừa nói rồi mà mày ngu thế. Tao chính là vợ của người vừa tình tứ với mày ở đây xong đấy.
Chị là vợ của anh Phương à? Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, chị hiểu lầm rồi. Câm mồm. Chính mắt tao nhìn thấy mà mày còn dám cãi à? Hả? Cả cái chuyện chồng tao đưa mày đi khám thai ấy, tao biết đấy, chứ không phải là tao không biết đâu. Mày cũng giỏi lắm con hồ ly tinh ạ. Mày đã đi cặp kè với chồng của người khác rồi, bây giờ còn định có cả sản phẩm nữa à? Khám thai là sao chứ? Chị hiểu lầm rồi. Chị nghe tôi giải thích đã, không phải đợi. Mày nhìn mặt tao trông có giống một con ngu không? Mà đi tin lời cái con cướp chồng mình mà giải thích. Hả? Chị bình tĩnh đã. Mày đừng tưởng ấy là tao không biết mày cặp kè với chồng tao chỉ để đào mỏ thôi nhá. Nhưng ngày hôm nay tao bắt được mày ở đây rồi thì tao chặt cho cụt hết đuôi luôn, để xem mày còn đi dám phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nữa không. Mày đứng lên. Chị bình tĩnh đã. Nói chuyện với tao nhá. Ai cho phép mày ngồi lì ra đây hả? Đứng lên. Đứng lên. Trang, em làm cái gì đấy hả? Kìa cháu, đứng dậy. Mày tính ra sao? Em có sao không hả? Này, người có sao không là tôi đây này. Anh đang hỏi cái gì? Anh còn hỏi tôi đến đây làm gì á? Sao lúc nào em cũng thế đấy? Em đã hiểu cái chuyện gì chưa mà em cứ sồn sồn lên như thế? Anh Phương, chị đang hiểu lầm em với anh đấy. Anh giải thích cho chị đi. Diễn giỏi lắm, phối hợp với nhau ăn ý lắm. Thì ra là một con què cụt. Anh bỏ vợ bỏ con để đi theo một cái con người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế này à? Trang, em nghe anh nói đây này. Đây là Linh, con gái của chú Huy. À, hóa ra là con gái của ông à? Con thì què cụt, bố thì rách nát. Tôi cũng đang rất muốn hỏi ông, ông dạy dỗ con gái ông kiểu gì mà để nó trở thành con giáp thứ 13 đi cướp chồng của em? Trang, em nghe anh giải thích đã. Đây là chú Huy. Chú ấy làm xe ôm, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà mình. Vì hôm nay anh thấy hai bố con chú ấy vất vả nên anh muốn giúp một tay. Không có chuyện giật chồng hay là cướp chồng như em đang nghĩ đâu. Tôi không tin. Anh còn đưa nó vào viện chăm sóc khám thai cơ mà. Anh bắt gặp chuyện này khi mà Linh đang lên cơn co giật. Anh giúp chú Huy đưa Linh đến bệnh viện. Anh chẳng hiểu là ai nhìn thấy rồi nói với em một kiểu. Lúc đấy có cả chú Huy đấy nữa. Tất cả mọi chuyện không như em đang nghĩ. Tôi không tin. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Thật sự tôi không muốn nghe. Nhưng ngày hôm nay tôi đã bắt gặp được con phù ly tinh này ở đây rồi thì tôi sẽ cho nó biết tay khi nó đã cướp chồng của tôi. Trang, em bỏ tay ra. Trang, em làm ra. Trang, nào Trang, em bình tĩnh đi, nghe anh nói này. Anh là chồng của em cơ mà. À, phải nghe anh chứ. Ok, nào, ngoan nào, anh thương. Thôi vết nào. Sẹo, bên vai phải. Tại sao cháu có vết sẹo đây? Sao đấy hả chú? Cái vết sẹo này của vợ cháu không biết có từ lúc nào. Vì hồi nhỏ cô ấy được nhận nuôi, lớn lên thì nó đã có sẵn ở đấy rồi. Vợ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ cháu năm nay 25 tuổi rồi. Có vấn đề gì hả chú? Cháu đã bao giờ nhìn thấy cái dây này chưa? Cái lóc tay này. Cái lóc tay. Cái này có phải là từ nhỏ là em đã có rồi đúng không? À, nhưng mà sao chú lại có cái lắc tay này ạ? À? Đúng. Đúng là nó rồi. Ai ạ? Chị con. Chẳng phải bố bảo là chị con chết rồi sao? Chuyện này là sao hả chú? Thực ra là tôi có hai đứa cô con gái. Bà nhà tôi mất sớm, lúc đó Linh mới được 3 tuổi, cô chị 5 tuổi. Vì không có ai trông nom nên hàng ngày tôi phải dắt hai đứa đi làm. Rồi đến một bữa, tôi mải trông Linh và mải làm việc
nền của chị đã bị lạc và tôi đã phải đi tìm. Bao nhiêu năm tôi không được. Hồi đó tôi nghĩ nó đã bị mình bắt đi rồi. Cái vết sẹo bên vai phải này và cái dây chuyền này chính là vợ tôi đặt để làm cho hai chị em giống hệt như nhau. Vết sẹo này thì không thể sai được rồi. Không thể như thế được. Không, tôi không phải là con gái của ông. Không. Con đúng là con gái của bố. Đây là em con. Hồi đó hai chị em con quý nhau lắm. Con có còn nhớ gì không? Không. Tôi không nhớ. Tôi không muốn nhớ gì hết. Tôi không nhớ. Tôi không nhớ gì hết. Bố đi tìm con 20 năm. Bây giờ đã gặp được con ở đây. Nhìn thấy con bây giờ như thế này, bố có chết bố cũng yên tâm rồi. Không, tôi không phải con gái của ông. Ông đừng thấy chồng tôi giàu có mông miệng đặt ra chuyện nhận con vớ vẩn đây. Tôi chỉ biết có bố mẹ nuôi của tôi thôi. Còn bố mẹ đẻ của tôi chết rồi. Chết lâu rồi. Các người bị điên hết rồi. Trang, Trang. Chú. À. Bố. Bố bình tĩnh lại đã. Bớt đau lòng đi ạ. Có thể chuyện này hơi gấp gáp nên cô ấy bị sốc, chưa thể nào chấp nhận được chuyện này. Chàng là vợ con nên con hiểu cô ấy. Tuy tính cô ấy hơi nóng, hơi bốc đồng, đôi khi lại độc mồm độc miệng, nhưng mà cô ấy không phải người xấu đâu bố. Bấy lâu nay chàng vẫn luôn hy vọng tìm lại được gia đình của mình. Giờ tìm lại được rồi, thật mừng quá. Bố, bố cứ để cho cô ấy thêm một thời gian nữa bố nhé. Nhưng bố có lỗi với nó. Ơ kìa bố, bố đừng nói thế. Chuyện này xảy ra trong quá khứ, chẳng ai muốn cả. Còn bây giờ gia đình mình được đoàn tụ rồi, vậy là mừng rồi. Hay là bố để cho con và em Trang đưa bố và em Linh về để chăm sóc được không hả bố? Bố cũng vất vả nhiều rồi. Còn giờ hãy để cho hai vợ chồng con được báo hiếu với bố. Bố nhé.